Hôm 24 tháng 10, một cựu học sinh có vũ trang đã xông vào trường trung học ở St. Louis, bang Missouri của Mỹ vào ngày 24 tháng 10, theo giờ địa phương, bắn chết hai người và làm bị thương 7 người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Phát biểu tại một cuộc họp báo chiều thứ Hai, cảnh sát trưởng Michael Sack xác định kẻ nổ súng là Orlando Harris, 19 tuổi, cựu học sinh của trường đã tốt nghiệp năm ngoái. Ông cũng cho biết thêm, trước khi khiến một giáo viên và một nữ sinh thiệt mạng, tay súng đã hô to, tất cả mọi người sẽ chết. Orlando Harris sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 9 giờ sáng tại trường Trung học Kỹ thuật Biểu diễn và Thị giác Trung tâm St. Louis đã buộc các học sinh phải rào chắn các cửa ra vào và tụ tập trong các góc lớp học, nhảy từ cửa sổ và chạy ra khỏi tòa nhà để tìm kiếm sự an toàn. Cảnh sát trưởng Sack cho biết động cơ của vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Giám đốc của trường Kelvin Adams cho biết có 7 nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ tại trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Mỗi người đóng chốt tại một lối vào của tòa nhà. Một trong số họ phát hiện tay súng khả nghi đang cố gắng vào tòa nhà nhưng cửa đã khóa và sau đó đã thông báo cho các quan chức của trường để liên lạc với cảnh sát.